Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo trên kênh của mình. Và clip này thì mình sẽ review về cái gói mắc nhất khi mua Starpoint các bạn nhé. Thường thường mình sẽ mua cái gói đâu nhỉ? Thì thường thường thì mình sẽ mua cái gói xếp hạng siêu cấp này. Nhưng mà hôm nay thì mình đang có dư 124.000 Starpoint thì mình sẽ mua cái gói mắc nhất. Đó là gói CFA LA BTB CAP BOE 21 EBS 102 từ cộng 50 cộng 7 đang có giá bán là 120.000 Starpoint ở trong cửa hàng. Không biết là mọi người có hay mua gói này không, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mua gói này và không biết là sẽ mở ra cầu thủ nào đây. Ok. Rồi. Một lần duy nhất mở. Ôi, toang rồi. Mà quy nhốt cộng 5 chỉ số 108 giá một tỏi ạ. Hối hận vờ lờ. 120.000 Starpoint của mình. Và mình đã vừa làm xong một clip review để cho anh em biết là tiêu 120.000 Starpoint một cách nhanh nhất ở trong game FC Online như thế nào. À, đây cũng là lần cuối cùng mình review cái gói này các bạn ạ. Thực sự không ngon một tí nào luôn. Không bao giờ mình sẽ mua cái gói này nữa. Clip của mình cũng xin kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip nhá. Bye bye, hẹn gặp lại.